Hello, hello, chào các bạn. Hôm nay ngày bố mẹ. Happy birthday của bà xã. Hôm nay bà xã mình làm cái món bò gối lá cách. Cách nướng và thấp mà mình ăn đơn giản vậy các bạn ơi. Chiều rủ đi ra ngoài ăn nhưng mà thôi, mình thấy Covid cũng không nên đi, ở nhà mình làm cái món này mình ăn, mình chia sẻ cho các bạn chơi coi vui vậy đó. Thì đây là thịt bò xay, mình mua cái bò dụng đó, cái người ta xay. Ví dụ như các bạn ở bên Mỹ thì các bạn mua cái bò xay sẵn đó, mình về mình ướp vô đây một miếng. Cái đây là tỏi, tỏi phi nè, các bạn ướp tỏi phi, đừng ướp tỏi sống, ướp tỏi phi, rồi ướp dầu ăn, rồi một miếng mực nêm, một chút xíu nước tương, nước tiêu và một tí xíu đường. Rồi mình ướp xong, như các bạn nhớ là mình có dầu ăn vô thì thịt nó sẽ rất là mướt, với lại cái miếng thịt nó mềm. Còn tỏi phi thì nó sẽ làm cho miếng thịt của mình nó thơm. Thay vì các bạn gói lá lốt cũng được, nhưng mà mình thấy gói là mình ăn lá cách cũng ngon. Mà lá cách này rất là tươi nè, các bạn thấy mình mua ba bó lá cách có 5.000 thôi, mà mình lặt ra rất là nhiều lá cách non, mình lặt ra đây để mình cuốn thịt bò. Còn cái cộng với cái lá cách già đó, mình nấu được một nồi nước, mình để ít xíu đường phèn vô uống nó giảm mỡ máu rất là hay đó. Thật ra không bỏ cái gì trơn đó các bạn. Lá cách này thì hình như ở bên Mỹ nó có, nó thấy, còn ở Việt Nam thì cái mùa này nhiều dữ lắm, thành ra đi chợ sáng thấy mê lắm các bạn. Rồi mình nghĩ ra thôi mình gói lá cách đi. Còn bây giờ mình gói xong một chút xíu, nếu mình nướng mình áp chảo hoặc là mình hấp, rồi mình ăn với bánh tráng, mình cuốn với bún, rồi có rau rau sống salad, rồi chuối sống, dưa leo, mình cuốn lại mình chấm mắm nêm. Mắm nêm cũng tiện lắm, mắm nêm mình không phải mua mà để mình thấy pha nữa. Mắm nêm này, cái chỗ bán thịt bò này nó có trộn mắm nêm, nó pha rất là ngon. Mình chỉ cần mua có 10.000 thôi, về mình để ớt vô là ăn. Thành ra các bạn thấy nó rất là tiện. Bất ngờ được tặng hoa mà mình cũng không biết ai ai tặng, tại vì mình nghĩ con nó ở Sài Gòn nó hơi lu bu, chắc có lẽ là nó cũng không nhớ. Còn với anh thì cái điện thoại về nó chúc mừng rồi, nó nhắc ba phải chở mẹ đi mua hoa tặng mẹ, chở mẹ đi chơi đi ăn đó. Sáng giờ thì chú chiều thôi rồi chở đi, nhưng mà thấy thôi, như cái mùa dịch này mình cũng không có thích vui vẻ nhưng mà đi ra ngoài lắm. Thôi ở nhà mình làm cái này đơn giản rồi nè. Còn con thì nó, người ta đem hoa lại không biết của đứa nào đó. Rồi cái bây giờ mình thấy cái lời chúc ở trong điện thoại mình mới biết là của vợ chồng đứa con trai, vợ chồng chung Thảo, dâu Thảo đó. Đó, trên Sài Gòn nó đặt hoa, người ta đem tới, qua điện thoại người ta đem tới cho mình, vui lắm. Đây các bạn, bây giờ mình cuốn xong rồi mình đem mình đi áp chảo các bạn. Mình không nướng mà mình đi áp chảo. Các bạn cho con cái chảo không dính đi nha. Một miếng dầu, các bạn tráng sơ cái chảo rồi các bạn để cắt vô. Áp chảo gì nó sẽ thơm hơn rồi các bạn hấp. Cái thịt bò nó rất là nhanh chín. Các bạn thấy không? Giống như mình nướng vậy thôi. Nướng nướng đây nha các bạn. Bò này vừa chín tới ăn rất là ngon các bạn. Thơm lắm các bạn ơi.
cây các bạn. Làm được một dĩa này rồi các bạn ơi. Đây, hành áp chảo cũng rất là ngon. Các bạn thấy không? Áp chảo từ từ với thịt bò nhanh chín, nó ngon giống như mình nướng vậy. Các bạn có lò nướng thì các bạn nướng. Tại vì mình ở đây mình không có đem lò nướng ra. Mình không có ở lâu á, thì không có lò nướng. Bây giờ mình lấy cái chảo mình áp chảo nhiều nó cũng ngon, rất là ngon luôn. Đó, các bạn thấy không? À, sắp xong rồi đó. Bây giờ mình đi gọt chuối sống, dưa leo, rau, rồi mình dọn ra. Đây, vừa xong. Đây, quá, quá. Các bạn thấy ngon không? Rất là thơm luôn, đơn giản lắm. Tàu du lịch Phú Long. Rồi mình chuẩn bị dọn ra đây mình ăn nha các bạn, vừa ăn vừa câu cá. Đây các bạn, ba câu mình đang thả xuống. Mother Day, bà xã. Con nó dặn là ba nhớ làm gì cho mẹ vui. Rồi mình ăn đơn giản một món một nha các bạn. Đây là bò xào, bò cuốn lá lách. Bò cuốn lá cuốn lá cách. Lá cách. Lá cách, lò cuốn lá cách áp chảo. Đây các bạn thấy ra. Đây là đậu phộng áp chảo xong rồi, đây là đậu phộng bắt đậu phộng lên. Còn đây là bún mỡ hành, còn đây là chuối mình sắc gì làm dễ cuốn á các bạn, và dưa leo, rau, tất cả rau giá. Đây là cái món mà anh đưa thích, tỏi cô đơn á, làm dưa rất là thích, anh Vũ rất là thích. Còn đây là tỏi ớt mình để vào trong mắm nêm này, người ta bán người ta pha sẵn nhưng mà hồi nãy nêm lại không có ngon, mình phải làm lại, mình thêm đường, thêm giấm đó các bạn. Bây giờ tỏi ớt mình ăn dễ vô. Đây là bưởi năm rồi. Mà cái bưởi này tới 6 rồi các bạn, thành ra cái bưởi này ngon lắm. Đây bánh tráng có lon ken, bữa nay nhậu nha các bạn. Rau ở đây nóng quá, rau để ra chút xíu. Wow, đây không mất thành lâm trọng. Đây các bạn xem. Đen đây. Happy birthday bà xã. Đây mình thay mặt con dâu con trai của mình ở Sài Gòn tặng cho bà xã ngày kỷ niệm happy birthday. Rất cảm ơn ông xã đã thay mặt con trao hoa cho mình. Đây là bó hoa mà vợ chồng con trai ở Sài Gòn, vợ chồng chung dâu Thảo và mấy đứa cháu nội nó tặng. Còn mấy anh thì gọi điện thoại về rồi, cũng chúc ba mẹ, chúc mẹ hết rồi. Mình hôm nay mình rất là vui các bạn, cái món quà rất là ý nghĩa. Đây bạn ơi, nó thương mình, nó nhớ mình, rồi nó chăm sóc mình không có nghĩ là con trai, hôm nay là con dâu ở thành phố nghe là tặng. Tại khi mà người ta gọi điện thoại lại, người ta hỏi số địa chỉ để người ta giao hoa, mình cũng ngỡ ngàng không biết ai tặng nữa. Tại mình thấy con mình cũng nó lu bu lắm, với lúc này là dịch Covid nữa, thật ra mình không có nghĩ tới cái chuyện này. Nhưng mà cái người đưa hoa thì cũng không có nói là ai tặng. Hồi trưa tới giờ rất là bàng hoàng, không biết ai nữa. Rồi xong rồi mình mới đọc tin nhắn thì mình thấy con dâu với con trai nó nhắn tin vô máy, cả gia đình của nó chúc mẹ được khỏe mạnh, trẻ đẹp, hạnh phúc, vạn sự như ý hết. Và rất cảm ơn vợ chồng chung nha con. Rất cảm ơn anh đi cho nội nữa. Ba đi mua qua nhưng mà chị Thảo mua rồi, thôi ba. Ý anh đó thì nó nhờ ba nó đi mua hoa để tặng mẹ giùm nó. Ý anh với Khoa, nhưng mà mẹ nó
thôi khỏi, tấm lòng được rồi. Rồi hồi chưa hai đứa điện thoại về nữa. À, rất cảm ơn hai đứa, có tấm lòng được rồi. Nói đầy cũng đủ lắm rồi coi, anh chị con đại diện gì cũng đủ lắm rồi. Mẹ rất là vui, rất là cảm ơn ba con và cả gia đình. Con cái hạnh phúc như vậy, mẹ rất cảm ơn. Mời các bạn cùng vui lây với mình và cùng ăn cái món thịt bò nướng lá cách chú Minh Tráng chấm mắm nêm nha các bạn. Hôm nay mình muốn nói gì với bà xã? Happy birthday, luôn chúc bà xã trẻ vui vẻ khỏe mạnh hạnh phúc trăm năm. Ok. Cảm ơn chương trình số mới. Rồi để đây chụp hình đi. Chụp hình với em. Mình ha. Ok. Để em có máy nè. Mình
chua. Y như bò nướng nó lá cách vậy các bạn. Lá lốt. Phải lá lốt. Nó mắm lại là tạ nha. Mấy người thử âm tính hả? Chưa, không phải. Mấy bà đắp, mấy bà chú, người ta cho xe đưa thẳng về tới chỗ cách ly. Mới lại hả? Cái cách nó ăn rất là bổ rồi. Ăn nó giảm mỡ máu. Đồng y ra tay nói. Đồng y. Các bạn thấy tôi về đây tôi đi bún bánh, các bạn thấy cắm tươi không? Em đi câu cá. Câu cá ở nhà câu đây nó nắng quá. Cái anh ơi, nó chuyện chuyện nó mẹ ơi, trời đen dữ. Không có đi ra ngoài, cứ ở nhà câu cá, ở trong nhà. Rồi nó quá trời nắng luôn, quá trời nắng nóng luôn. Sợ nước da. Anh nắm đấu được đẹp. Kinh dạ bây giờ đâu có thật anh nữa đâu. Chê. Có dừa tỏi vậy đó. Thứ mà. Dừa tỏi thì là
giòn ha. Câu xuống câu không dính con cá nào hết trơn. Cũng ghiền nữa. Cái món này ơi Mỹ các bạn mua được lá lốt các bạn làm cũng như thịt vịt rất là dễ làm đơn giản. Anh Tú ơi, anh thích ngồi nhậu mới xong rồi đó. Về kỳ này anh Tú không được ra nhậu mới xong. Anh sao anh đúng mất tiêu rồi, anh vô YouTube tôi anh có coi không, anh comment ở dưới cho tôi biết coi. Gọi cho anh hoài, gọi không được gì hết. Anh không nói tiếng được mà cũng là làm sao mà biết, anh nói được rồi. Các bạn nghe, mình về Việt Nam có một số công chuyện rất là bận rộn, thành ra không có điều kiện, không có thời gian để mà làm những món ăn chia sẻ với các bạn. Thành ra thỉnh thoảng làm được cái gì ấy, mình làm liền. Thành ra các bạn nhớ thương mình, ủng hộ mình. Rồi khi nào mà công việc của mình nó ổn định nó hết rồi, thành Trang mình sẽ cố gắng làm những cái món ăn mà mình biết trong khả năng của mình sẽ chia sẻ với các bạn. Mong các bạn thương mà thương hai vợ chồng mình mà ủng hộ hết mình nha. Ơn các bạn nhiều lắm. Thì mình kết thúc video luôn em. Nhân đây mình cũng rất là cảm ơn các bạn vừa qua đã ủng hộ video của mình. Bây giờ thì chúng ta là video về Việt Nam. Mình có nói với mấy bạn là về Việt Nam lần này công chuyện rất là lu bu. Có nhiều cái chuyện mình làm cho mình rất bận rộn. Thành ra mình không thể nào mình đi lên đi về, không thể nào mình làm được những cái món mà để chia sẻ với các bạn. Thì thôi mình làm được cái gì mình làm cái đó. Nhưng mà lúc nào mình cũng nhớ các bạn, các bạn thương ủng hộ mình. Thật ra các bạn tiếp tục ủng hộ đi, rồi khi mà hết bệnh, hết dịch thì mình về Mỹ, mình có thời gian mình sẽ làm cái món mà trong khả năng mình chia sẻ với các bạn. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại những video tiếp theo.